Chào mừng bạn đã đến với Tôi La To, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Lâu nay, người ta thường đánh giá khả năng trí tuệ của con người thông qua chỉ số IQ cao. Tuy nhiên, rất nhiều bậc vĩ nhân trong lịch sử lại có chỉ số IQ thấp đến mức ngạc nhiên, hoặc nhiều cá nhân có chỉ số IQ đạt mức kỷ lục lại có một cuộc sống hết sức bình thường. Vậy phải chăng IQ không phải là một cây gậy thần để có thể đo trí tuệ, khả năng tư duy hay chỉ số thông minh của toàn nhân loại? Ngày hôm nay, hãy cùng với Tôi La To khám phá sự thật về trí thông minh của tất cả chúng ta qua cuốn sách 7 loại hình thông minh vô cùng thú vị của tác giả Thomas Armstrong nhé! Cuốn sách 7 loại hình thông minh tiếp cận trí thông minh với góc nhìn mới mẻ và đa chiều, vượt ra khỏi những quan niệm hạn hẹp về chỉ số IQ, thường chú trọng vào khả năng suy luận và ngôn ngữ là chính. Cuốn sách mang đến cho bạn đọc trải nghiệm về nhiều loại hình thông minh khác như trí thông minh vận động cơ thể, trí thông minh không gian, âm nhạc, tương tác cá nhân và nội tâm. Sách được viết bởi Thomas Armstrong, Giám đốc điều hành của Viện Học tập và Phát triển Con người Hoa Kỳ. Ông cũng từng tham gia giảng dạy trong các khóa đào tạo về giáo dục và tư duy đặc biệt, thường xuyên viết về các vấn đề giáo dục và hướng dẫn cha mẹ dạy con trong các tạp chí nổi tiếng như là Ladies Home Journal và Family Circle. Armstrong có hơn 1,4 triệu bản sách in bằng tiếng Anh về các vấn đề liên quan đến học tập, phát triển con người và được dịch sang 29 thứ tiếng như Tây Ban Nha, Trung Quốc, Do Thái, Đan Mạch, Nga, Hy Lạp và cả Việt Nam. 7 loại hình thông minh của ông rất phù hợp với những ai đang muốn mở rộng và phát triển năng khiếu tự nhiên của mình. Nó cũng đặc biệt hữu ích nếu bạn vừa trải qua những cuộc kiểm tra trí thông minh hay kiểm tra sự hiểu biết nào đó, nhưng lại cảm thấy kết quả đó không nói lên đúng giá trị thực của bạn. Hoặc bạn đang muốn khám phá khả năng suy nghĩ, học tập và sáng tạo của mình có thể đạt đến mức độ nào theo cách tự nhiên nhất. Vậy trong cuốn sách 7 loại hình thông minh, tác giả sẽ chia sẻ những gì? Thomas Armstrong mở đầu cuốn sách bằng những thông tin dẫn luận cơ bản về học thuyết nhiều loại tài năng trí tuệ. Nội dung của chương 1 khái quát lại kết quả dựa trên thành tựu nghiên cứu của trường đại học Harvard, cho rằng thực tế có ít nhất 7 loại tài năng trí tuệ chính trong tư duy và khả năng của con người. Nội dung từ chương 2 đến chương 8 sẽ quay lại xem xét kỹ từng loại trí tuệ trong số 7 loại trí thông minh đó. Loại thứ nhất là sự thông minh về ngôn ngữ. Đây là trí thông minh của các phóng viên, người kể chuyện, các nhà thơ, các luật sư. Loại thông minh này đã đem lại cho chúng ta tác phẩm Vua Lear của Shakespeare, Odyssey của Homer và truyền thuyết Nghìn lẻ một đêm của người Ả Rập. Người có khả năng về ngôn ngữ có thể tranh cãi, thuyết phục, làm trò hay làm hướng dẫn có hiệu quả bằng việc sử dụng lời nói. Họ thường yêu thích các cách sử dụng âm thanh của từ ngữ thông qua sự chơi chữ, trò đố từ. Đôi khi họ cũng hay đưa tin vặt bởi vì họ có khả năng nhớ các sự kiện. Họ có thể trở thành các bậc thầy về đọc và viết. Loại thứ hai là trí thông minh đối với những con số và sự logic. Đây là trí thông minh của các nhà khoa học, kế toán viên và những nhà lập trình máy tính. Newton đã điều khiển và khai thác được loại trí thông minh này khi ông phát minh ra các phép tính vi phân. Einstein cũng tương tự khi ông xây dựng và phát triển học thuyết tương đối của mình. Những nét tiêu biểu nhất của người thiên về trí thông minh logic, toán học gồm có khả năng xác định nguyên nhân, chuỗi các sự kiện, cách tư duy theo dạng nguyên nhân, kết quả, khả năng sáng tạo của các giả thuyết, tìm ra các mô hình số học hoặc quy tắc dựa trên các khái niệm, đồng thời ưa thích các quan điểm dựa trên lý trí trong cuộc sống nói chung. Trí thông minh về không gian là loại năng lực thứ ba liên quan đến suy nghĩ bằng hình ảnh, hình tượng, khả năng cảm nhận, chuyển đổi và tái tạo lại những góc độ khác nhau của thế giới không gian trực quan. Đó là mảnh đất sáng tạo của các kiến trúc sư, nhà nhiếp ảnh, nghệ sĩ, các phi công và các kỹ sư cơ khí máy móc. Người đã từng thiết kế lên các kim tự tháp Ai Cập là người có rất nhiều trí thông minh loại này. Cũng có khả năng như vậy là các cá nhân như Thomas Edison, Pablo Picasso và Ansel Adam. Những cá nhân sở hữu loại trí thông minh về không gian ở mức độ cao thường có một độ nhạy cảm sắc bén với những chi tiết cụ thể trực quan và có thể hình dung được một cách sống động, vẽ ra
hay phác họa những ý tưởng của họ dưới dạng hình ảnh hay là đồ họa. Trí thông minh về âm nhạc là loại năng lực thông minh thứ tư. Đặc điểm cơ bản của loại thông minh này là khả năng cảm nhận, thưởng thức và tạo ra các tiết tấu, nhịp điệu. Đó là trí thông minh của Bach, Beethoven hay Brahms và cũng là loại trí thông minh của các nhạc công, đàn cầm, người Bali hay những người hát sử thi của dân tộc Nam Tư. Ngoài ra thì trí thông minh về âm nhạc còn có trong tiềm thức của bất cứ cá nhân nào, miễn là người đó có khả năng nghe tốt, có khả năng hát theo giai điệu, biết dành thời gian cho âm nhạc và nghe được nhiều tiết mục âm nhạc khác nhau với sự chính xác và sáng suốt của các giác quan. Loại thông minh thứ 5 là khả năng vận động thân thể. Nó gồm tài năng trong việc điều khiển các hoạt động thân thể cũng như thao tác cầm nắm các vật thể một cách khéo léo. Các vận động viên thể thao, những người làm nghề thủ công, những thợ cơ khí và các bác sĩ phẫu thuật là những người sở hữu khả năng này của tư duy. Diễn viên hài vĩ đại Chuckler đã sử dụng loại tài năng này để thực hiện rất nhiều động tác biểu diễn tài tình của ông như trong vở Kẻ lang thang nhỏ bé. Các cá nhân thuộc loại tài năng vận động thân thể có thể rất khéo léo và thành công trong nghề thêu may, nghề thợ mộc hay là nghề tạo mẫu. Hoặc họ có thể ham thích và theo đuổi những hoạt động của cơ thể như là đi bộ đường dài, khiêu vũ, chạy bộ, cắm trại, bơi lội hay là đua thuyền. Họ là những người thực hành nhạy cảm, thường xuyên muốn vận động cơ thể của họ và có phản ứng bản năng với các tình huống, sự vật. Loại thông minh thứ 6 là năng lực tương tác. Đây là năng lực hiểu và làm việc được với những người khác. Những người này phải có khả năng cảm nhận và dễ chia sẻ với tâm trạng, tính cách, ý định và mong muốn của những người khác. Thuyền trưởng một chiếc tàu đi biển cần phải có loại trí thông minh này. Trí thông minh này cũng cần cho một nhà quản lý của một công ty lớn. Một cá nhân có trí thông minh về giao cảm có thể rất giàu lòng trắc ẩn và đầy tinh thần trách nhiệm đối với xã hội. Chẳng hạn như Mahatma Gandhi, hoặc là người có sức lôi cuốn và khéo léo như Machiavelli. Nhưng họ đều có khả năng nhìn thấu suốt tâm tư, tình cảm của những người khác và từ đó nhìn ra viễn cảnh của thế giới bên ngoài bằng chính cặp mắt của những con người đó. Trong thực tế thì họ rất tuyệt vời với vai trò của người môi giới, quản trị mạng, người hòa giải hoặc là thầy giáo. Loại thông minh cuối cùng là năng lực tự nhận thức bản thân hoặc là trí thông minh nội tâm. Một người mạnh mẽ về loại trí tuệ này có thể dễ dàng tiếp cận và nhìn rõ được những cảm xúc của chính bản thân mình, phân biệt được giữa nhiều loại trạng thái tình cảm bên trong và sử dụng chính những hiểu biết về bản thân mình để làm phong phú thêm và vạch ra con đường cho cuộc đời mình. Những người có trí thông minh kiểu này gồm có các nhà cố vấn, thần học hay là những thương nhân. Họ có thể rất hay tự xem xét nội tâm và ham thích được trầm tư suy nghĩ, được ở trong trạng thái tĩnh lặng hay trong các trạng thái tìm hiểu tinh thần một cách sâu sắc khác. Mặt khác, họ có thể là người có tính độc lập mạnh mẽ, tính thẳng thắn, cao độ và cực kỳ tự giác, có kỷ luật. Trong những chương cuối của cuốn sách 7 loại hình thông minh, tác giả còn chỉ ra nhiều bài tập thực tế giúp bạn có thể phát hiện và phát triển trí tuệ của mình. Ví dụ như là danh sách kiểm tra để xác định khả năng nhận thức nào của bạn là mạnh nhất và khả năng nào là yếu nhất. Các bài tập thực hành nhằm khảo sát và làm quen với những phương pháp giúp trở nên thông minh hay là khôn ngoan hơn. Các mẹo thực hành và những ý kiến đề nghị nhằm mục đích phát triển từng loại tài năng, trí thông minh khác nhau. Các ý tưởng và các nguồn động lực để áp dụng trực tiếp được học thuyết về nhiều loại trí thông minh này vào cuộc sống của bạn. Với lối hành văn, mạch lạc, sáng rõ và thu hút, thì Thomas Armstrong đã mang đến cho bạn đọc một cuốn sách đầy ắp những ý tưởng giúp bạn có thể khám phá nhiều cách để thông minh hơn, sáng tạo hơn, mạnh khỏe hơn, nhạy cảm hơn, giao tiếp khéo léo hơn, cảm thụ âm nhạc tốt hơn, quan sát tinh tường hơn, yêu thiên nhiên hơn, sống có mục đích và hạnh phúc hơn. Cuốn sách cũng là tiếng nói góp phần xóa bỏ quan niệm có phần thiên lệch tồn tại từ lâu trong tất cả chúng ta là quá coi trọng khả năng toán học và ngôn ngữ mà quên mất đi rằng con người cần phải phát triển hài hòa nhiều khả năng khác nữa. Nhiều học giả và những người nổi tiếng cũng đã để lại nhiều đánh giá cao về cuốn sách này của Thomas Armstrong. Có thể kể đến tiến sĩ Howard Gardner, tác giả của Frames of Mind, đã nhận định rằng đây là một cuốn sách sẽ giúp mọi người khám phá và phát huy thế mạnh trí tuệ của chính mình. Thomas Armstrong cũng luôn nhấn mạnh, con người trong thực tế đều sở hữu tất cả 7 loại trí thông minh với những mức độ khác nhau.
ai cũng có thể phát triển một trong số 7 loại trí thông minh nói trên đến một mức độ đáng kể. Nếu biết cách khai thác những khả năng còn tiềm ẩn trong chính mình, thì bạn có thể gặt hái được những thành công trong học tập và sự nghiệp. Đó là thông điệp mà ông muốn truyền tải đến tất cả chúng ta trong cuốn sách 7 loại hình thông minh này đấy. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe review cuốn sách 7 loại hình thông minh từ Tulato. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi Tulato. Tạm biệt và hẹn gặp lại.